Rồi, móc bụng, mở lên. Rồi. Hai rút luôn dạ. Móc bụng. Rồi đây. Hai rút kéo vô. Bao đẹp quá. Một, hai. Rút, đứng yên nó đi. Vô rồi. Đứng yên nó đi. Đứng yên nó đi. Sao, chị em với em. Hello cả nhà, hôm nay tu viện Phước Đức làm đại lễ Vu Lan, thì hôm nay Toàn chạy lên, Toàn quay một clip video cho cả nhà cùng xem. Đó. Thì trước tiên Toàn xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Đây là cái khung cảnh bên ngoài của tu viện Phước Đức nha cả nhà. Thì ở nhà đương thấy đó là trước cái cổng của tu viện Phước Đức nha cả nhà. Đây là ok rồi. Đẹp quá. Ok rồi, đây là những trong ca đoàn ở tu viện Phước Đức nha cả nhà. Mấy chị đây là ở trong tu viện Phước Đức đây. Đúng quá. Dạ. Chào em. Những cô trong ca đoàn đây. Rồi, móc bụng, mở lên. Rồi. Hai rút luôn dạ. Hai rút kéo vô. Bao đẹp quá. Một, hai. Đứng yên nó đi. Vô rồi. Đứng yên nó đi.
cộng đồng cho nên cái sáu hả? Dùng cái đích hả? Thôi cái gì đó. Đúng. Đúng. Giờ quay phim đi nha, đi đi nha, một hạt đó. Đóng phim là phải phát đi như thiệt rồi. Ok, xin chào. Tháng tạm từ gì đi. Rồi đó, giờ nó chừng tạo nghĩa hơi khó nha. Thì cả nhà đương thấy đó là toàn quay bên trong của tu viện Phước Đức nha cả nhà. Đây là hôm nay là ngày lễ Vu Lan. Đây là trước giờ làm lễ nha cả nhà, ở tu viện Phước Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử hiện đang còn ở phía bên ngoài, xin quý vị vui lòng bấm tập vào bên trong chánh điện ổn định đạo tràng để chúng ta chuẩn bị cung thỉnh chư tôn đức quang lâm và chứng minh đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, những bốn hàng ghế ở phía trước là dành cho chư tôn đức tăng ni có cái bên màu vàng và những cái ghế màu tím, xin quý vị có thể ngồi. Dạ, xin quý vị vẫn tập vào bên trong chánh điện ổn định đạo tràng để chúng ta chuẩn bị cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minh đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Still there. Oh.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con hôm nay dưới đài Vân Tập, đèn hoa rực khắp, hương thấp sông bay, cúng dường sứ giả Như Lai. Đây là bún mắm nha cả nhà. Wow, tôi bún mắm nha. Bún nước lèo của tôi bún mắm rồi. Dạ. Bún mắm chay à. Wow, quá đã. Bún mắm chay. Dạ. Dạ. Cái bè bún rồi. Ok chị. Dạ. Đây của mình đây là bún mắm phải không chị? Đây là bún mắm. À. Đây là bún mắm chay ha. Bún mắm chay. Ăn thử đi và biết. À ok. Thì, có nhiều người đã ăn rồi. Người ta theo yêu cầu của người ta á. À ha. Thì này nấu bún mắm đi. Bún mắm ha. Sao đâu mới nấu, phải nấu quả. À
À ok. Vâng. Ở cái nồi lẩu cũng mắm đây. Cho 4 nồi, còn 2 nồi là hết. Wow. Sáng giờ hết 2 nồi. 2 nồi rồi, bây giờ nồi này với nồi nữa là hết, 4 nồi. Wow, rồi cảm ơn chị nha. Dạ. Ờ. Cái này nước gì vậy chị? Cà phê sữa đá. À cái này cà gì? Cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá. Dạ, dạ chứ em quay lại chị. Dạ. Wow. Từ nãy làm được mấy bình rồi chị? Ba bình này cà phê sữa đá nha cả nhà. Mua hàng thì nóng nhiều, nóng thì nóng. Dạ dạ. Bảo đảm uống nhiều rồi nóng quá mà. Dạ. Ở cà phê sữa đá đây. Dạ. À. Còn mình ở đây là trái cây hả cô? Dạ dạ trái dạ trái cây. À. Mời dạ trái cây ngon lắm. Dạ. Wow. Cái kỳ rồi lễ Phật đản tới khác bây giờ có nhiều cái khác. Có nhiều cái món khác nữa. Dạ. Mai anh ăn. Dạ. Ok, rồi em quay. Đó cả nhà đương thấy đây. Đó là đẹp chưa? Dạ. Hôm bữa hồi kỳ rồi chị có làm không là dạ, ngày có. Làm? Có hả? Anh nữa. Có gặp anh, có gặp luôn. Anh nữa hả? Dạ, có dạ. Có lên coi không? À, chưa. Dạ, không biết. À, bầu trời hiu tinh. Bầu trời hiu tinh hả? À, hình như con dạ. Mà cái kỳ chưa coi. Dạ dạ. Dạ ok vậy cái gì mình mở nha. Dạ ok chị. Dạ. Dạ. Thì sẽ có chị trên này nè. Dạ. Rồi rồi, ok. Đây đâu vui quá. Cứ tự nhiên thôi. Dạ. Wow. Dạ cô, cho em quay. Đưa hộp bột qua bên đây em để cho. Cái này bánh gì? Dạ bánh khọt. Bánh khọt. À. Wow. Đẹp đời không bảo đảm người đẹp không à? Người đẹp thì quay người đẹp và những món dạ. Bánh khọt ngon đây đó đây là cái bánh khọt rồi dạ còn ngon chưa rồi mỗi người ba cái rồi vui á ngon vui này bánh khọt chay á dạ bánh khọt chay mấy cô nào ăn cứ lấy cái mỗi người ba cái đó đó cô con cầm cái đĩa ăn cái nóng đi ăn cái nóng đi ăn cái nóng lấy cái đĩa tôi lấy cái đĩa dạ dạ đang quay phim đưa lên YouTube dạ. Gian hàng của mình hôm nay bán gì vậy chị? Quế chay. Còn cái chai. Này là quế đòn cơm chay. À cơm chay. Cái này là bún quế chay ha. Ok. Wow. Quá ngon. Đó, hôm nay là lễ Vu Lan nha cả nhà. Đó, chùa tu viện Phước Đức. À, ở ngoài chỗ ăn uống đó còn quay cho cả nhà xem đó. Hello chị dạ cái này là nãy chị nói là cái gì bún quế à bún bò quế à bún quế không phải bò à, đúng rồi cái này bún chay mà bún quế chay nha cả nhà à. Wow ngon và còn cái nồi à, cái nồi nước lèo quá trời quá đất. Món này cũng sẽ mất. Anh ăn đi anh. Dạ đây xong, mời anh. Rồi, mấy cái có mấy tô nữa. Còn tô anh cho một tô bên này con. Đây là bún quế nha. Dạ. Đây. Bún chao bầu tay.
ơi, con này chè mình là chè gì chị? À, cái này bánh lọt. À, bánh, bánh, bánh lọt. À, bánh lọt chứ nước dừa thôi. À, ok. Lấy đi cô, dạ, cô lấy cho cô. Cô lấy giùm con nha, cảm ơn cô. Thì sáng giờ chị làm mấy hũ này rồi? Mấy cái này? 6 hũ rồi. Ồ. Oh. Mà còn nhiều lắm. Dạ. Thì sáng tới giờ làm 6 hũ này nha cả nhà. Quá trời quá đất, quá nhiều. Đây Phật tử vô đông dữ. Này. Cảm ơn chị nha. Dạ, không có gì. Dạ. Oh. Hello chị. Ủa bữa nay bánh mì ăn với gì chị? À bánh mì cà ri. Ok. Đây bánh mì cà ri nha cả nhà. Cà ri chai với cái này. Ờ đó. Đây là cà ri. À, còn bánh mì cà, bánh mì cà ri nha cả nhà. Đó. Hello chị. Cái này là bánh gì vậy chị? Bánh bèo. Hả? Bánh bèo. Bánh bèo. À. Thì sáng giờ là mấy khay rồi chị? Có một khay. Một khay hả? À. À, bánh bèo cho cả nhà. Hết sâu rồi. Wow, quá đã. À, thì bây giờ cả nhà đương thấy rồi, còn nhiều cái chỗ cũng bán nữa nha cả nhà. Cái này là bánh gì vậy chị? Cơm cháy. À, cơm cháy hả? Dạ. À, cơm cháy mình đương bỏ cái gì? Đường cháy thớt tương với lại bánh mì. Bánh mì. Chứ không phải tóc mỡ đâu. Ok. À. Và ngon quá cả nhà. Rồi em cho chị ăn rồi. Dạ. Dạ. Dạ lấy thôi. Món này đắt thì dễ ăn ha. Dạ. Không lạ. Lạ. Lần lễ Phật đản như chưa có không thấy món này. Dạ. Mỗi mỗi chắc là lễ làm khác nhau. Phải chăm chú chuyện nữa nè. Dạ. Còn nữa. À, chú Tiên đương hoài anh, chú Tiên hoài hả? Ok. Ồ, oh, cái này là chuối chiên phải không chị? À. Là mình đương chiên ở hoài hả chị? Giờ à. Chia chị, còn này là chị đương, cái này bánh gì chị? Muối tôm. Hả? Hủ cơm. Hủ cơm. Với lại chanh dây. Wow. Rồi. Wow. Rồi cái này là nước mía đây. Rồi nước mía. Dạ. Rồi. Là cho em xin lên. Mời anh, mời. Rồi. À, thì nước mía à, rất là ngon nha cả nhà. Còn đường uống đây rất là thơm ngon. Còn đi xe ép nước mía này, cái này chắc bên Việt Nam đem quá không anh? Đúng 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 đúng. À. Cái này là chè gì chị? Chè bà ba. Chè bà ba. Dạ. À. Nè, thấy được chưa?
Wow, nồi chè bà ba quá trời, sáng này được khúc rồi chị. Sướng khúc rồi. Ok, dạ, yeah, rồi. Wow, ngon. Làm YouTube rồi chú. Dạ, đúng rồi. Đây. Kè nước đau má phải không chị? À. Thì sáng này chị làm được mấy bình này rồi? Dạ, cái này là đau má là hồi em đi á. Hả? Sao? Là nguyên chất á. À không, em nói được mấy bình này rồi. Cái này á, cũng được 2 bình. À. Bình đau má nha cả nhà. Đó. Ô, oh, qua. Wow. Ok. Đây. Đây, cái này bánh chưa có một hộp của bánh vô. Rồi, ok. Này đâm liền ở dưới nước tương. Lên rồi quay. Dạ, ok, quay. Quay về chút xíu rồi quay mặt. Đó, cả nhà đường thấy bánh tiêu đây, ảnh đường chiên đây. Cả nhà thấy ngon không? Wow. À. Ủa chiên là 1 cái hả? 2 cái. 2 cái. Làm không kịp. À. À, đường làm bột kia nha cả nhà, đó bánh tiêu á. Rồi ok, thì bây giờ cả nhà đường thấy lễ Vu Lan á ở chùa tu viện Phước Đức nha cả nhà. Đó thì toàn đường quay cho cả nhà xem. À, đây là bánh cam đây. Wow. Quá tuyệt vời. Wow, ngon quá. Cái này nồi nước lèo của gì chị? Bún quế chay. À. À. Wow. Nồi nước lèo bún quế chay nha cả nhà. Wow. Hấp dẫn quá. Chị tới lâu chưa chị? 6 giờ đó. 6 giờ sáng hả? 6 giờ sáng hả? Dạ. Wow. Làm ở đây hay làm ở nhà? Làm ở đây hả? Nhớ là mình sắp xếp gian hàng đồ kia hả? Làm rau, luộc bún. À hả? Sáng nay là chỉ có dọn hàng thôi. À. Sáng nay là không có nấu gì hết. À, chỉ dọn hàng, còn hôm qua là lặt rau làm tất cả, cho ngày hôm qua. Hôm nay chỉ dọn ra sắp xếp và 8 giờ là ta ăn rồi. Dạ. Yeah. 8 giờ là có khách rồi. Ờ. Dạ. Hôm bữa chị nói lên chảy chảy đông như nhìn nè, quay. Ừ, đó. Mà lát còn đông hơn. Dạ. Đó thì cả nhà đương thấy đây là cái lễ Vu Lan tại tu viện Phước Đức nha cả nhà. Đó cả nhà đương thấy ở ngoài. Dạ, thì ở đây tất cả đồ ăn đều là miễn phí hết nha cả nhà. À đó thì miễn phí á. Thì tất cả các Phật tử nếu mà đã từng tới đây cũng đã biết rồi, còn những Phật tử xem cái video này thì biết rằng tu viện Phước Đức mà những cái ngày lễ này là rất là nhiều đồ ăn nha cả nhà. Ớt nè, Phật bản nè, với Vu Lan. Dạ. Dạ. Đó, đều tới đây đều đều ăn miễn phí hết nha cả nhà. Rồi, thank you. À. Wow. Ok.
Wow. Đấy. Nấu hoài hôm nay lễ Vu Lan tại chùa Tu Viện Phước Đức rồi, giờ hôm bữa là lễ Phật Đản, giờ lễ Vu Lan đại diện cho chùa mời tất cả những Phật tử ở Thiên Tân về đây dùng đồ chay nha. Thì ở đây tất cả các đồ ở đây là đều miễn phí hết luôn. Dạ, thì ở đây tất cả đều miễn phí hết nha cả nhà. Từ nãy giờ đó toàn quay đó. Wow, từ sáng giờ 4 nồi rồi, giờ chỉ còn 2 nồi thôi nha cả nhà. Wow.